Chào bạn Gia Bảo nha. Em có hỏi cho anh á, là con rồng năm Mỹ mình á, là có nên uống sủi dung không? Thì rồi, theo mình nha, thì khi mà có hai trường hợp để sủi dung. Thứ nhất á, anh em sổ định kỳ, là có nghĩa là 6 tháng anh em sổ một lần. Đó, 6 tháng sổ một lần. Cách thứ hai là anh em xem phân kiểm tra thường xuyên, nếu mà thấy có dung quan trọng thì anh em sổ. Đó, mà theo em thì cách 6 tháng sổ một lần là tốt nhất. Cứ con một trên 1 mét thì chú nguyên viên, dưới 1 mét thì nửa viên, banh hỏng gai nhét vô, hoặc là anh em lấy cái lá gao á, anh em cuốn lại, hay là lấy cái miếng chuối gì đó nó nhỏ thôi, nhét cái đó vô, hoặc cà nó ra, chấm cái hút vô, đút năng rồi nguyên cái đó cho những nguyên ngày, là qua mùa sau là xong. Đó, nó đơn giản như hơn hết, thì mình sổ định kỳ thì sẽ nó tốt hơn, như là nó có cái chứng là ị ra luôn, khỏe rồi. Thế bay vào.